Xin chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 8 tiết 1 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 3 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta cùng đi vào bài số 1. Yêu cầu các bạn là viết tên các con vật dưới đây theo thứ tự cân nặng từ lớn đến bé. Như vậy để viết tên được các con vật thì các em phải đi so sánh cân nặng của các con vật này. Thì chúng ta sẽ so sánh cân nặng này. À, 520 là sẽ là số lớn nhất đúng không nào? Rồi đến số 246, lớn hơn 118 và lớn hơn 85. Như vậy chúng ta sẽ, các bạn lấy bút chì và bạn so sánh ở phía trên cho cô. Ta có 520 thì lớn hơn 246, lớn hơn 118 và lớn hơn 85. Như vậy con vật có cân nặng là 520 sẽ là con vật nặng nhất, đúng không? Như vậy thì theo thứ tự từ lớn đến bé, tức là chúng ta sẽ có linh dương là nặng nhất. Các bạn sẽ viết linh dương đầu tiên. Tiếp theo đến con vật là 246 kg, tức là cá sấu. Tiếp theo đến con vật nặng 118 kg là con gấu đen. Cuối cùng là báo hoa, đúng không? Có cân nặng là nhẹ nhất 85 kg trong số 4 con vật này. Như vậy tiếp theo chúng ta đó là con báo đen. À, báo hoa, xin lỗi các bạn. Như vậy là chúng ta đã viết được tên của các con vật theo thứ tự cân nặng từ lớn đến bé. Cô đọc lại: linh dương, cá sấu, gấu đen và báo hoa. Xong được bài tập số 1A. Những bạn nào chưa xong bài tập số 1A, các bạn có thể dừng lại làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập số 1B. Ta có bài tập số 1B như sau. Viết số thành tổng của các trăm chục đơn vị theo mẫu. 457, đây là số có 3 chữ số, thì chữ số đầu tiên là chữ số hàng trăm, như vậy sẽ là 400. Chữ số thứ hai là hàng chục, thì là 50. Chữ số cuối cùng là đơn vị, như vậy chúng ta có 457 đơn vị. Các em sẽ viết thành 400 cộng 50 cộng 7 đơn vị. Tiếp theo 285, đây cũng là số có 3 chữ số. Chữ số đầu tiên là hàng trăm, 200. Chữ số thứ hai là hàng chục, thì là 80. Và chữ số cuối cùng hàng đơn vị, 5 đơn vị. Như vậy chúng ta sẽ viết thành 200 cộng 80 cộng 5 đơn vị. Các bạn sẽ viết thành 200 cộng 80 cộng 5 đơn vị. Tiếp theo 309. 309 thì chúng ta có là 300, 0 chục, 9 đơn vị. Như vậy là 300 cộng 0 chục thì 0 chục các bạn không cần phải cộng đúng không nào? Cộng 6 cộng 9 đơn vị. Đấy. Như vậy chúng ta viết là 300 cộng 9 đơn vị. Tiếp theo 666. Chữ số 6 đầu tiên là hàng trăm, như vậy đây là 600. Chữ số 6 tiếp theo là hàng chục. Như vậy chúng ta có 60 và chữ số 6 cuối cùng là hàng đơn vị. Vậy chúng ta sẽ viết thành 600 cộng 60 cộng 6 đơn vị. Cuối cùng 710. 710 thì gồm có 700, 10, 0 đơn vị. Như vậy các em viết thành 700 cộng 10 cộng 0 đơn vị. Thì cộng với 0 đơn vị chúng ta không cần phải ghi. Như thế là chúng ta đã xong được thêm bài tập số 1B. Những ai chưa xong bài tập số 1 thì các bạn hãy dừng lại làm xong bài tập số 1 nhé. Cô chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu các bạn là đặt tính đổi tính. Tức là chúng ta sẽ phải đi qua hai bước. Bước 1 là các em đặt tính theo hàng dọc. Bước 2 là các em tính. Ý đầu tiên trong câu A là 38 cộng 45. Các bạn viết số 38 trước.
Xuống dòng, các em viết số 45. Sao cho hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục. Dấu cộng các bạn đặt ở giữa và dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Các em cộng theo thứ tự từ phải sang trái, chúng ta cộng hàng đơn vị trước. 8 cộng với 5 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7, nhớ 1 nữa bằng 8. Kết quả bằng 83. Như vậy là xong được ý đầu tiên. Cô chuyển sang ý thứ hai. Ý thứ hai thì các bạn cũng đặt tính và các em làm tương tự cho cô. Các em viết 463. Xuống dòng các bạn viết 82. Sao cho hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục. Dấu cộng các em đặt ở giữa và dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Các bạn cũng cộng theo thứ tự từ phải sang trái. Chúng ta cộng hàng đơn vị trước. 3 cộng 2 bằng 5, viết 5, nhớ viết thẳng cột. 8 cộng với 6 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 4 này nhớ 1 nữa bằng 5. Kết quả bằng 545. Sang ý tiếp theo, 638 cộng 254. Các bạn cũng đặt tính tương tự hai ý trước. Các em viết 638 trước. Xuống dòng viết cho cô 254. Dấu cộng các bạn đặt ở giữa và dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Ta cộng hàng đơn vị trước. 8 cộng 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 3 cộng với 5 bằng 8, nhớ 1 bằng 9. Sang hàng trăm, 6 cộng 2 bằng 8. Kết quả bằng 892. Như vậy là chúng ta đã đi xong được bài 2A. Ai chưa xong các bạn dừng lại làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập số 2B. Bài 2B như sau. Cũng là đặt tính và tính đúng không? Đấy, các em sẽ viết trong cái phép toán đầu tiên là 175 trừ đi 92. Các bạn sẽ viết số 175 trước. Xuống dòng, các bạn viết cho cô số 92. Sao cho hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục. Dấu trừ thì các bạn đặt ở giữa và dấu gạch ngang, kem thay cho dấu bằng. Kem cũng trừ theo thứ tự từ phải sang trái. Chúng ta trừ hàng đơn vị trước. 5 trừ đi 2 thì bằng 3. 7 không trừ được cho 9, các em lấy 17 trừ đi 9 bằng 8. Kết quả bằng 83. Xong được ý thứ nhất. Hai ý tiếp theo các bạn làm tương tự cho cô. Các em trừ đi 346. Em viết 595 trước, xuống dòng viết 346. Sao cho hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột hàng đơn chục, hàng chục và hàng trăm thẳng cột với hàng trăm. Dấu trừ các bạn đặt giữa và dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Bây giờ chúng ta sẽ trừ theo thứ tự là từ phải sang trái. Các em trừ hàng đơn vị trước. Ta có 5 không trừ được 6, các em mượn 1 viết trước, lấy 15 trừ 6 bằng 9. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. 4 nhớ 1 nữa bằng 5. 9 trừ đi 5 thì bằng 4. 5 trừ đi 3 bằng 2. Kết quả của ta bằng 249. Tiếp theo 739. 739. Các bạn trừ đi 683. Các em cũng đặt tính tương tự như các ý trên. Đấy, viết 739 trước, xuống dòng viết 683. Sao cho các cái chữ số cùng một hàng thì thẳng cột với nhau. Các em đặt dấu trừ ở giữa và dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Chúng ta trừ theo thứ tự từ phải sang trái.
Ta có 9 trừ đi 3 bằng 6, viết 6. 3 không trừ được cho 8, kem mượn 1 phía trước, lấy 13 trừ 8 bằng 5. Mượn 1 thì bạn trả 1 sang đây. 6 nhớ 1 nó bằng 7, 7 trừ 7 bằng 0. Chữ số 0 đứng đầu thì em có thể là không cần phải ghi. Vậy phép trừ này có kết quả là bằng 56. Sang bài tập số 3. Những ai chưa xong bài tập số 2B, các bạn hãy dừng lại tiếp tục làm bài xong bài tập số 2B nhé. Bài 3 như sau. Trường tiểu học Nguyễn Trãi có 674 học sinh. Trường tiểu học Nguyễn Huệ có nhiều hơn trường tiểu học Nguyễn Trãi 45 học sinh. Hỏi trường tiểu học Nguyễn Huệ có bao nhiêu học sinh? Vậy, ở đây chúng ta thấy là trường tiểu học Nguyễn Huệ thì nhiều hơn trường tiểu học Nguyễn Trãi là 45 học sinh. Vậy muốn tìm số học sinh trường Nguyễn Huệ, các bạn sẽ lấy số học sinh của trường Nguyễn Trãi kèm cộng thêm 45. Như thế thì chúng ta sẽ có phép toán gì ở đây? À, 674 các bạn cộng với 45 đúng không nào? Như vậy chúng ta sẽ có là gì? À, trường tiểu học Nguyễn Huệ có số học sinh là trường tiểu học Nguyễn Huệ có số học sinh muốn tìm số học sinh của trường Nguyễn Huệ thì các bạn sẽ lấy số học sinh của trường Nguyễn Trãi kèm cộng thêm 45 học sinh. Như vậy chúng ta có phép toán là 674. Đây là số học sinh của trường Nguyễn Trãi kem cộng thêm 45 học sinh. Vậy cô nhẩm luôn nhé. 4 cộng với 5 bằng 9, viết 9. 7 cộng 4 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 6 nhớ 1 nữa bằng 7. Như vậy là trường Nguyễn Huệ sẽ có 719 học sinh. Đáp số 719 học sinh. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 3. Những bạn nào mà chưa xong bài tập số 3 này thì các em hãy dừng lại để làm cho xong nhé. Bây giờ cô chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 4. Cô có bài tập số 4 như sau. Ở bài số 4 thì chúng ta có hai cái bảng. Bảng A là có 3 cột, 3 dòng là số hạng và tổng. Như vậy muốn tìm tổng thì các em lấy các số hạng kem cộng với nhau thì được tổng. Đúng không nào? À, muốn tìm số hạng chưa biết thì các bạn lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Như vậy chúng ta có này, muốn tìm tổng các em lấy hai số hạng cộng nhau. Ta có 8 cộng 3 bằng 11. Viết 1 nhớ 1. 5 cộng với 2 bằng 7 nhớ 1 nữa bằng 8. Như vậy ở đây các bạn điền cho cô số 81. Tiếp theo, muốn tìm số hạng chưa biết thì các bạn lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Tức là các em phải lấy gì? À, các em sẽ lấy 91 trừ đi 38. Được kết quả bao nhiêu? Các bạn điền vào đây. Cô có 1 không trừ được cho 8. Cô lấy 11 trừ đi 8 thì bằng 3. Mượn 1 thì cô sẽ trả 1 sang đây. Đấy, 3 nhớ 1 nữa bằng 4. 9 trừ đi 4 bằng 5. Như vậy ở đây các bạn điền cho cô là số 53. Nhớ cho cô cái quy luật là muốn tìm số hạng chưa biết thì các bạn lấy tổng trừ đi cái số hạng kia. Cụ thể nhá, ví dụ đây này, 91 trừ 38 đây.
Cô sẽ viết ra đây nhá. Đây. 91 các bạn trừ đi 38. Đấy. 1 không trừ được cho 8, cây mượn 1 phía trước, lấy 11 trừ 8 bằng 3. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. 3 này nhớ 1 bằng 4. 9 trừ đi 4 thì bằng 5. Như vậy chúng ta được kết quả là bằng 53, phải không nào? Tiếp tục. Chúng ta có số hạng này cộng với số hạng này bằng tổng này. Như vậy muốn tìm số hạng chưa biết thì các bạn lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Các em sẽ lấy 136 trừ đi 64. Các em đặt phép toán ra ngoài giải nháp cho cô. 136 các bạn trừ đi 64 ta có 6 trừ đi 4 thì bằng 2. 13 trừ đi 7, 13, 6 không trừ, 3 không trừ được cho 6, kem lấy 13 trừ 6 bằng 7. Kết quả bằng 72. Như vậy chúng ta sẽ điền ở cái ô này, chúng ta sẽ điền cho cô số 72. Sang ý B. Khi nói đến hiệu, tức là người ta đang nói đến phép trừ. Các bạn lấy số bị trừ, các em trừ đi số trừ thì được hiệu. 72 trừ đi 38 này. 2 không trừ được cho 8, kem mượn 1 phía trước. Lấy 12 trừ 8 bằng 4. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. 3 này nhớ 1 nữa bằng 4. 7 trừ đi 4 thì bằng 3. Như vậy các bạn sẽ điền số 34 vào. Cô nhắc lại, để tìm ra số 34, các em lấy số bị trừ trừ đi số trừ. Tức là chúng ta lấy 72 trừ đi 38 thì sẽ bằng 34. Rồi, tiếp theo muốn tìm số trừ. Muốn tìm số trừ các bạn lấy số bị trừ, các em trừ đi hiệu. Lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Như vậy các em sẽ lấy 65, các em trừ đi 27. Năm không trừ được cho 7, các em mượn 1 phía trước, lấy 15 trừ 7 bằng 8. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. 2 này nhớ 1 nữa bằng 3. 6 trừ đi 3 bằng 3. Kết quả của ta bằng 38. Như vậy ở đây chúng ta sẽ điền kết quả là bằng 38 vào. Rồi, tiếp theo sang ô này là tìm số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, các em lấy hiệu cộng với số trừ, tức là lấy 219 cộng 46. 219 các bạn cộng với 46. Lấy hiệu, các em cộng với số trừ. Ta có 9 cộng 6 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 1 cộng 4 bằng 5, nhớ 1 nữa bằng 6. Và 2 hạ 2 viết 2. Kết quả sẽ bằng 265. Như vậy thì ở ô này các bạn điền cho cô 265. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 4. Những bạn nào chưa xong bài tập số 4, các em hãy dừng lại làm cho xong bài tập số 4 nhé. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 5. Ta có bài tập số 5 như sau. Yêu cầu các bạn điền các ký số còn thiếu vào các ô trống ở đây.
Các bạn nhìn cô hướng dẫn các bạn quy luật. Các em lấy hai số ở phía dưới, các em cộng với nhau thì được cái số ở phía trên. Cái ô ở phía trên này nó đang chồng lên cái ô này đúng không? Cái viên gạch này này nó đang chồng lên hai viên này. Như vậy các em lấy hai số ở phía dưới, các em cộng với nhau thì sẽ được số phía trên. Vậy lấy 8 cộng 8 này thì bằng 16 này. Cái ô số 15 này này thì nó đang chồng lên hai cái này. Đây, nó đang chồng lên hai cái này, nó liên quan đến hai ô này. Như vậy các em lấy 8 cộng 7 thì bằng 15. Cái ô số 14 này này. Ô 14 này này, nó đang chồng lên cái số 7 và số 7 đúng không? Giống như cái viên gạch này này thì nó đang đè lên viên gạch này và viên gạch này. Như vậy các em lấy tổng hai số này, tức là 7 cộng 7 bằng 14. 13 thì bằng 7 cộng 6 thì sẽ bằng 13. Tương tự cái ô này thì nó đang chồng lên hai ô này. Đây, đây, các bạn nhìn thấy đây, nó sẽ chồng lên cái ô này và chồng lên ô này đúng không? Như vậy các bạn lấy 16 cộng với 15 thì bằng 31, các bạn điền vào đây. Đấy, tương tự 29 thì bằng 15 cộng 14 thì bằng 29. Như vậy các em lấy hai ô ở phía dưới mà nó chồng lên đấy, mà cái viên gạch ở phía trên nó chồng lên. Các em lấy hai viên gạch ở phía dưới, các số ở hai viên gạch ở phía dưới các em cộng với nhau thì sẽ ra được cái số phía trên. 14 cộng với 13 thì bằng 27. Tương tự lấy 31 cộng 29 này này. Đây, nó liên quan đến cái ô này và liên quan đến ô này. Như vậy lấy 21 cộng 29 thì lấy bằng 60. Đúng không? Vậy bây giờ tiếp tục chúng ta theo quy luật đấy nhá. Cái ô này này thì nó sẽ liên quan đến ô này và cái ô này đúng không? Như vậy các bạn sẽ lấy 6 cộng 6 thì bằng 12. Các bạn sẽ điền vào đây 12. Đấy. Lấy 6 cộng với 5 thì các bạn sẽ điền vào ô này sẽ là ô 11. Tiếp theo ô này. Ô này này thì nó sẽ chồng lên ô này và ô này. Như vậy các bạn sẽ lấy 13 cộng với 12 thì các em sẽ điền kết quả vào ô này. 13 cộng với 12 thì bằng 25. Lấy 12 cộng với 11, các bạn điền kết quả vào đây. 12 cộng với 11 thì bằng 23. Tiếp theo, sang ô này, các em lấy 29 cộng 27 thì được kết quả bằng bao nhiêu? Các bạn điền vào đây. 29 cộng với 27 thì bằng 56. Vậy ô này các bạn điền cho cô số 56. Tương tự các bạn làm cho cô các cái ô còn lại cho cô. Tiếp theo các bạn lấy 27 cộng với 25, chúng ta sẽ điền kết quả vào ô này. Như vậy các em lấy 27 cộng với 25 thì sẽ ra kết quả bằng 52. Như vậy ô này các bạn điền cho cô số 52. Ô này thì sẽ bằng tổng hai ô này. Các em lấy 25 cộng với 23 thì sẽ bằng 48. Rồi, tiếp tục chúng ta lấy 60 cộng với 56 được bao nhiêu? Các bạn điền vào đây. Như vậy chúng ta có 60 cộng với 56 thì bằng 116. Các em lấy 56 cộng 52 được kết quả bao nhiêu? Điền vào đây. Vậy ta có 56 cộng với 52 thì bằng 108. Tiếp tục, 52 cộng với 48 được kết quả bao nhiêu? Các bạn điền vào đây. 52 cộng 48 thì kết quả bằng 100. Rồi đến đây các bạn lấy 116 cộng 108 được kết quả bao nhiêu? Các bạn điền vào đây. Như vậy chúng ta có 116 cộng với 108 thì sẽ bằng 224. Tiếp theo, 108 cộng với 100 thì bằng 208. Vậy cuối cùng các bạn sẽ lấy 208 cộng với 224 để chúng ta điền kết quả vào đây. Như vậy kết quả này chúng ta được kết quả là 432. Các em lấy hai số ở phía dưới mà cái viên gạch phía trên nó chồng lên để chúng ta cộng hai số phía dưới, chúng ta sẽ được số phía trên. Đấy là quy luật. Như vậy trên đây cô và các bạn đã vừa đi xong được tiết 1 của bài 8 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 3 bộ sách kết nối. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông.
Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các video học tiếp theo.